Vì các bồ hỏi hơi nhiều về Hermione nên hôm nay chúng mình sẽ làm về Ginny Weasley. Cô chắc chổi và cùng bẻ lái tới trang trại hàng sóc nào. Ginny sinh ngày 11 tháng 8 năm 1981, tên thật là Ginevra Molly Weasley, con gái út nhà Weasley. Cô cũng là thế hệ nữ đầu tiên được sinh ra trong rất nhiều thế hệ của gia đình. Với những bồ nào mong muốn có một người anh trai yêu thương chiều chuộng thì chắc hẳn sẽ phải ghen tị với Ginny khi cô có tới 6 người anh luôn sẵn sàng ra mặt bảo vệ em gái bất cứ lúc nào. Ginny theo học tại trường phù thủy và pháp sư Hogwarts từ năm 1992 đến năm 1999 và được xếp vào nhà Gryffindor giống các anh của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, Ginny đã thể hiện tính cách mạnh mẽ, thích thử thách của mình. Có lẽ vì có tận 6 người anh trai nên cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì là con út và là con gái duy nhất của gia đình, bà Molly rất cưng chiều cô và không cho phép cô chơi những trò nguy hiểm cùng với các anh trai, kể cả là Quidditch. Dù vậy, khi bắt đầu lên 6 tuổi, Ginny đã bắt đầu trốn cả nhà, đột nhập vào kho chổi của gia đình để được quậy tung nóc. Bí mật này đã được giấu kín cho đến tận 8 năm sau. Hermione là người đã tiết lộ cho Fred và George sự thật về cô em gái bé bỏng. Sở hữu nước da trắng sáng cùng mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley, Ginny được miêu tả là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng không kém phần cá tính. Đôi mắt có màu nâu sáng giống mẹ Molly và khuôn mặt đầy vết tàn nhang giống các anh của mình. Với ngoại hình thu hút, Ginny đã làm cho không ít các chàng trai phải đổ gục. Đến mức Victor Krum, ghệ cũ của Hermione cũng phải thốt lên lời khen ngợi cô trong đám cưới của Bill Weasley và Fleur Delacour vào năm 1997. Hẳn các bồ vẫn chưa quên hình ảnh cô bé Ginny bẽn lẽn, mặt mày đỏ bừng, không dám đối diện với crush Harry Potter mỗi khi đụng mặt. Cô bé không biết thổ lộ cùng ai ngoài quyển nhật ký hắc ám của Tom Riddle. Cuốn nhật ký này đã bị Lucius Malfoy kẹp vào quyển sách của Ginny khi họ vô tình gặp nhau tại tiệm sách ở hẻm xéo. Cuốn nhật ký sau này đã trở thành người bạn thân không thể thay thế của Ginny, biến cô trở thành người mở phòng chứa bí mật. Với năng lực tà thuật mạnh mẽ của chúa tể hắc ám, không thể trách Ginny khi lúc ấy mới chỉ là một cô bé năm nhất ngây thơ. Cô bé chỉ coi cuốn nhật ký là nơi tâm sự về việc các anh trai trêu chọc cô như thế nào, phải đến trường với bộ áo choàng cũ và những quyển sách rách nát, và hơn hết là vấn đề tình cảm tuổi mới lớn vì cô nghĩ rằng Harry sẽ không bao giờ thích cô. Càng ngày Ginny càng phụ thuộc vào cuốn nhật ký, tâm hồn cô cũng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trông cô bé sắc sơ đến nỗi, anh trai Percy đã bắt cô uống thuốc bồi bổ. Chính vì đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào cuốn nhật ký ấy mà Ginny đã bị Voldemort lợi dụng chiếm đoạt linh hồn. Đến khi Harry Potter phát hiện thì Ginny gần như chỉ còn lại phần xác. Có vẻ đã nhiều lần Ginny định kể cho các anh trai và Harry về cuốn nhật ký nhưng đều không thành công. Cô bé tội nghiệp đã phải chịu đựng sự sợ hãi trong một thời gian dài mà không thể nói với bất kỳ ai. Hẳn nhiều người trong số các bồ đã từng nghĩ Hermione và Harry chắc chắn sẽ thành một cặp, nhưng có vẻ cô Rowling đã tung hint về couple Harry Ginny ngay từ phần 2 này khi quyết định để cho Harry một mình chiến đấu cứu cô bé khỏi bàn tay tử thần, tạo tiền đề cho mối liên hệ khăng khít giữa hai người sau này. Sau khi trải qua một năm học khủng khiếp, rất may, Ginny đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục theo học tại Hogwarts. Mùa hè năm 1994, Ginny và Hermione đã có dịp dành thời gian cho nhau tại trang trại hàng sóc sau khi cúp Quidditch thế giới kết thúc. Hermione đã khuyên Ginny nên thư giãn và thoải mái hơn mỗi khi bên cạnh Harry Potter, cho Harry thấy cô thật sự là người như thế nào. Thậm chí Hermione còn đề nghị Ginny nên bắt đầu hẹn hò với những chàng trai khác để lôi kéo sự thu hút của crush. Ginny lúc này mới nhận ra lâu nay mình đã không sống với con người thật trước mặt Harry. Cũng may cho Ginny đã làm theo lời khuyên hữu ích của Hermione. Cách làm này thực sự hiệu quả và giúp Ginny chiếm trọn trái tim chàng. Chúng ta mà cũng có một cô bạn thân tâm lý như Hermione tư vấn tình cảm thì chắc chắn chẳng ai còn đến được các bồ nhỉ. Tuy nhiên rất tiếc rằng lúc này Harry đang phải lòng cô nàng Cho Chang, một cô nàng thông minh, xinh đẹp đến từ nhà Ravenclaw. Ginny tất nhiên không hề vui khi biết điều này. Ai mà vui nổi khi biết tin crush của mình có crush cơ chứ? Không biết có phải tức quá làm liều hay không? Ginny quyết định hẹn hò với Michael Corner, nhà Ravenclaw, sau khi gặp gỡ anh chàng này tại hội vũ Giáng sinh cuối năm. Năm học thứ tư được cho là cú trở mình mạnh mẽ nhất của Ginny. Cô bắt đầu bộc lộ những tài năng phép thuật mạnh mẽ mà ít người trong độ tuổi có thể làm được. Cô tham gia đội quân Dumbledore và được Harry chỉ dẫn về những phép thuật không được thực hành tại trường. Cái tên đội quân Dumbledore cũng do Ginny nghĩ ra và được chọn thay vì cái tên do Cho Chang đề cử. Cái tên này cũng giúp Harry không bị trục xuất khỏi trường học khi cả nhóm bị người bạn thân nhất của Cho là Marietta Edgecombe phản bội. Thầy Dumbledore đã đưa ra một lý lẽ rất thuyết phục khi đây là đội quân Dumbledore chứ không phải là Harry. Sau khi được Harry nhiệt tình chỉ dạy, Ginny đã bộc lộ mình là một phù thủy rất tài năng và mạnh mẽ. Ở tuổi 14, cô đã có thể gọi thần hộ mệnh, một phép thuật rất cao cấp và là bằng chứng cho việc cô sở hữu khả năng phép thuật siêu việt. Thần hộ mệnh của Ginny là một con ngựa, chi tiết này chỉ được thể hiện trong phim và tác giả Rowling đã xác nhận sau đó. Với việc ngày càng tự tin vào bản thân hơn, Ginny bắt đầu trò chuyện với Harry.
Lần đầu tiên cô bé có một cuộc trò chuyện dài như vậy với Harry trong thư viện. Có vẻ sau lần nói chuyện đó, Harry bắt đầu để ý cô bé nhiều hơn. Ginny cũng bắt đầu tham gia những trận đấu Quidditch đầu tiên của mình. Trong trận đấu thứ hai cho đội nhà Gryffindor, Ginny đã thay thế vị trí tầm thủ của Harry và đánh bại tầm thủ nhà Ravenclaw là Cho Chang, giành thắng lợi tuyệt đối cho đội nhà. Sau trận đấu người yêu của Ginny, Michael tỏ ra rất ủ rũ vì để thua đội bạn gái. Vì vậy, Ginny quyết định vứt bỏ anh chàng này ngay sau trận đấu. Tuy là một tầm thủ tiềm năng, nhưng truy thủ mới là vai trò chính của cô trong đội Quidditch. Lòng gan dạ và dũng cảm của Ginny cũng được chứng minh trong năm học này khi cả đám bao gồm Ginny, Harry, Ron, Hermione, Neville và Luna cùng nhau chiến đấu chống lại tử thần thực tử trong phòng tiên tri tại Sở Bảo Mật. Sau trận chiến, Ginny đã bị thương nghiêm trọng tại mắt cá chân, nhưng cô tỏ ra không hề gì và còn an ủi Harry, người đang phải chịu tổn thương nặng nề vì mất cha đỡ đầu Sirius Black trong trận chiến đó. Sau khi chia tay Michael, Ginny đã hẹn hò với cậu bạn cùng nhà Dean Thomas. Điều này khiến Harry bắt đầu cảm thấy khó chịu và soi mói cặp đôi này. Tiếc chê Harry ơi, có không giữ mất còn kiến nịt nhá. Tuy nhiên, phải cảm ơn bộ môn thể thao Quidditch đã đưa họ xích lại gần nhau hơn. Khi Harry phải nhập viện vì cú vỡ sọ thì Dean lại cười cợt vì điều đó, dẫn đến việc cả hai cãi nhau và tình cảm của cặp đôi cũng sứt mẻ. Cuối cùng, họ chia tay bởi vì không thể chịu đựng lẫn nhau nữa. Ginny sau đó đã dành nhiều thời gian ở với Ron và Harry hơn để rèn luyện kỹ năng Quidditch. Hẳn Harry đã mở cờ trong bụng khi nghe tin người đã từng crush mình và là crush của mình hiện tại đã quay trở lại trạng thái độc thân. Bởi vì chấn thương nên Harry đã không thể tham dự trận Quidditch cuối cùng. Chính Ginny một lần nữa đã thay thế Harry, trở thành tâm thủ cho đội Gryffindor và mang chiếc cúp Quidditch đầy vinh dự cho đội nhà. Trong buổi lễ kỷ niệm sau trận đấu, có lẽ niềm vui chiến thắng đã khiến cho cảm xúc trong tim của cả hai trào dâng. Ginny, người chưa bao giờ thực sự từ bỏ Harry, và Harry, người đã ghen tuông cả năm nay, đã dành cho nhau cái hôn thắm thiết. Vậy là sau bao thăng trầm, cặp đôi đã quyết định hẹn hò thật sự. Thế là từ nay khỏi phải ghen tuông soi mói lẫn nhau rồi nhé. Trong phim, nụ hôn đầu tiên của cả hai lại diễn ra tại phòng yêu cầu. Ginny đã yêu cầu Harry nhắm mắt lại và tặng cho anh chàng một nụ hôn bất ngờ. Dù là phiên bản nào thì cũng là cơm chó cả mà thôi. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi khá lận đận khi Harry phải giải quyết những vấn đề của Voldemort, còn Ginny phải lo chuyện bày vở ở trường. Harry sau cùng đã quyết định chia tay với cô vì sợ rằng Voldemort có thể gây nguy hiểm cho cô. Ginny gọi quyết định này là hành động cao thượng ngu ngốc, nhưng với sự nhạy bén thông minh, cô chấp nhận quyết định này, sự hy sinh này là cần thiết cho hạnh phúc về sau. Giống với người chồng tương lai của mình, Ginny là một người có tư chất lãnh đạo rất tốt. Cô cùng Neville đã lãnh đạo quân đội Dumbledore. Mặc dù gia đình ngăn cản, nhưng với lòng dũng cảm của mình, Ginny vẫn nhất quyết theo tới cùng, mặc dù lúc này mới chỉ là cô bé 16 tuổi. Trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts, Ginny cũng tham gia chiến đấu hết mình. Là một phù thủy tài năng và mạnh mẽ, cô không sợ bất kỳ tử thần thực tử nào, ngay cả ả điên Bellatrix Lestrange. Mụ ta đã suýt giết chết cô bé, nhưng may mắn, cô bé đã né kịp và cuối cùng Bellatrix bị bay màu dưới đũa phép của mẹ Molly. Sau chiến tranh phù thủy lần thứ hai, Ginny và Harry hàn gắn lại mối tình còn đang dang dở. Họ kết hôn và có với nhau ba người con, James Sirius Potter, Albus Severus Potter và Lily Luna Potter. Cuộc hôn nhân của họ được xây dựng dưới sự chín chắn và thấu hiểu lẫn nhau. Harry còn gọi Ginny với cái tên trìu mến là Jean. Ginny cũng bộc lộ rằng tình yêu mà Harry dành cho mình khiến cô cảm thấy mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Hai người quyết định để Ron và Hermione làm cha mẹ đỡ đầu của con trai cả, còn Neville trở thành cha đỡ đầu cho con trai thứ hai. Ginny có thể rất đáng ghét với những người mà cô ấy không ưa. Ví dụ, cô ấy đã chế giễu Fleur Delacour ngay khi Fleur mới đính hôn với Bill. Tính cách của cô luôn thẳng thắn và sẽ không để ai bắt nạt mình, kể cả Harry. Tuy vậy, cô vẫn là một cô gái dễ thương, ngoan ngoãn và có một tấm lòng tốt bụng. Ginny là một người yêu động vật, đặc biệt là mèo. Khi bà Norris bị hóa đá vào năm đầu tiên ở trường Hogwarts, Ginny đã rất sốc và không biết điều đó có phải do cô gây ra hay không. Cô còn có thể dụ Crookshanks, con mèo của Hermione, trốn ra ngoài để chơi với cô khi cô muốn. Vào năm thứ 5, cuối cùng cô cũng có được con vật cưng cho riêng mình, một con Pygmy Puff màu tím từ tiệm phù thủy quỷ quái của anh em Weasley mà cô đặt tên là Arnold. Với kỹ năng Quidditch tuyệt vời, Ginny sau này đã trở thành một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp cho đội Harpies Holyhead. Trong những năm sau đó, cô sử dụng kinh nghiệm của mình trong môn thể thao này để hướng dẫn các thành viên mới của lực lượng đặc nhiệm bí mật về các kỹ thuật kiểm soát cơ thể khi rơi trổi. Mặt khác, cô cũng có kỹ năng săn tin, phỏng vấn, thích hợp cho ngành báo chí. Sau khi nghỉ hưu ở đội Quidditch chuyên nghiệp, Ginny tham gia vào vị trí phóng viên Quidditch cho tờ Nhật báo Tiên tri. Năm 2020, Ginny là biên tập viên thể thao cho tờ báo Daily Prophet. Tên thật của Ginny là Ginevra, đây là hình thức tiếng Ý của tên Guinevere, có nghĩa là công bằng. Guinevere cũng là tên vợ của vua Arthur trong truyền thuyết Arthurian, nổi tiếng với mối tình hiệp sĩ trưởng Sir Lancelot của Arthur. Dường như có một khuôn mẫu trong gia đình Weasley về việc đặt tên các thành viên theo các nhân vật trong truyền thuyết Arthurian.
Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về Ginny Weasley, nóc nhà của Harry Potter. Các bạn thấy thế nào về nhân vật này? Bình luận phía dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share, subscribe để đón chờ những video tiếp theo của Thanticers. Mình là Minh Dễ Thương. Xin chào và hẹn gặp lại.